Chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Thì hôm nay em lên cho các bác mẫu địa hình Cam và một hãng xe của Mỹ, được trang bị cặp bánh 27,5, bộ chuyển động là full Shimano Atus. Khung nhôm nước sơn nguyên bản. Tổng thể chiếc xe thì nó còn rất là mới. Các bác thấy trên hình, nhưng mà do là xe đã qua sử dụng, phải là xe bãi nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ này, không thể tránh khỏi được. Còn về tổng thể thì xe này có độ mới nó rất là cao, trang bị đùi trục rỗng Shimano và full một bộ chuyển động của Shimano Atus. Cam thương hiệu Mỹ, cũng rất là nổi tiếng ở những thị trường châu Âu. Video của chiếc xe thì được trang bị bộ tay bấm Shimano Atus, phanh dầu Shimano, xe nguyên bản chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc. Sóc dầu bộ dây là đi âm sườn ấy. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74. Đi là phù hợp. Full bộ chuyển động Shimano Atus với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa cho chiếc xe có 27 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà. Chiếc xe này đang được bán bên em với mức giá là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.